Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop HP nha mọi người. Đây đó là cái dòng mà có card RAID đây mọi người, và cái dòng này thì chơi game được ha. Nó là Pavilion, mọi người mình đặt nó là mã A27 cho dễ nhớ. Đây, màu đen và cái vỏ khá là đẹp, màn hình là 4K 15.6 inch. À, đúng là cái dòng mà mấy game luôn á mọi người. Giá thì rẻ nữa. Từ từ mình sẽ view rõ ràng cho mọi người xem cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá chi tiết. Cái vỏ ở ngoài là khá là đẹp mọi người, thường thường về mà màu đen á là nó rất là kén nha mọi người, có thể là trầy tróc hay gì là khi mà nhìn nghiêng là thấy hiển thị rõ hết, nhưng mà con này máy này thì thực sự là nó còn khá là đẹp đó, mình không thấy trầy xước hay gì hết cho nên mình ít quay. Nói chung là nó những cái gì mà nó không đáng kể thì mình cũng không không có quay nha mọi người, đó bụi thôi không vấn đề gì hết. Đây, ngõ USB tai nghe. Ở bên này á, thì là ngõ mạng LAN này, HDMI USB tai C. Đó, máy á, là cực kỳ ok. Mọi người nhìn thấy cái phần này là cái phần nhôm. Màn hình 15.6 inch 4K ha mọi người, màn hình độ phân giải 4K. Và mọi người thấy cái phần này nè, cái này là cái mồ hôi tay của mình. Đây mọi người ha, mà mình quay. Phần này là phần vỏ nhôm nha mọi người. Bàn rê chuột nè, nhôm lấp la lấp lánh luôn. Đây ha. Phần trong này phím LED. Phím này thì khi mà mình dán phím quốc tế lên là vẫn không có bị che cái đèn rồi đâu nha mọi người, vẫn sáng trưng luôn, êm mềm zin xịn rất là đã. Đây góc cạnh nè, radio nghe cũng hay lắm. Màn hình 15.6 inch, cái dòng sáng này là cái dòng chơi game đó mọi người. À, mình tắt rồi mình bật, tắt bật đèn đó, tùy mình ha. Có phím số rời bên hông để mình bấm dữ liệu. À, đổi cho nhanh. Cấu hình đây là cái dòng mà HP Pavilion laptop 15 nha mọi người, đang có cái model mọi người search giùm mình, i7-7700HQ. Nó cái cấu hình y hệt cái dòng mà Studio G4 á mọi người, dòng ZBook y hệt luôn, i7-7700HQ. Cái chip HQ này rất là khỏe mọi người, nó 2.88 CPU nè mọi người nhìn ha. Đó, chip HQ thì khỏe rồi. RAM 32GB. Và đặc biệt cái chỗ này nè, cái này là chạy song song hai card, card này là onboard trong máy, và cái card này nè, cái card đồ họa RAID này là GTX 1050. Card này á là nó 4GB là mọi người, đôi lúc mình thiết kế đồ họa thì cũng được, nhưng mà đặc biệt là cái dòng này nếu mà mình chơi game thì mình chơi cái con này là ok nè. Tại vì card đồ họa 4GB, card này là card để chơi game đó mọi người. Cho nên là cũng ok. Có thể là mình đồ họa vẫn được. Nói chung là card này, card mà máy mà có card rồi đó là mình đồ họa được, nhưng mà card này nó thiên về game nha mọi người, có thể là chơi game được. Một số máy có card đồ họa rồi nhưng mà không phải card GTX thì không có chơi game được. Game, những một số game nó sẽ có bắt buộc như vậy. Đại khái là mình cũng biết sơ sơ thôi mọi người. Còn mình nghĩ mọi người mà đã mua máy mà có card đồ họa rồi, máy chip HQ thì mọi người rành về máy hơn mình rồi. Như mình thì mình nhập nhiều mỗi thứ mình biết mỗi ít ít vậy thôi. Mình chỉ bao zin nè, bao nguyên bản, bao chất lượng và báo giá cho mọi người để mọi người tham khảo. Vậy ha. Đó, máy đó là cực kỳ ok. Với cái cấu hình này thì mình nghĩ là sinh viên rồi, đôi lúc vừa làm việc vừa giải trí là rất là thuận tiện. SSD là 256 cộng với HDD 1000GB. À, tại sao mà mọi người thấy thường thường những cái dòng mà máy mà có card GTX đó, thường thường là SSD nó là 256 mà cái HDD nó nhiều, bởi vì đó là mình thấy cái option nào đa số là nó vậy luôn á. Tại vì đó là cái phần chạy chương trình này thì mình nghĩ là người ta cho chạy, còn chứa là chủ yếu là ta chứa vô ổ cái phần HDD không mọi người, để cho tránh mất dữ liệu á. Thường thường trong những cái CPU mấy bàn khủng mình cũng thấy người ta hay làm như vậy. Màn hình nè, đặc biệt cái chỗ này mọi người, 3840 nhân 2160 nè, mà là màn hình này là màn hình 4K mọi người ha. Đó, nó bởi vì cái màu nó tươi cực kỳ luôn, video lên cái màu nó tươi lắm. Mình á thì mình thấy là màn hình là không có lỗi gì hết á, màn hình là mình không có thấy phản quang hay gì hết. Nhưng mà mình nói là mình nhìn thực sự thì quay vậy thì không biết có thấy hay không, mình nhìn thôi có lẽ nó sáng quá hay gì. Thường thường trong vòng 4K mọi người thường để ý, nếu như chỗ khác mình nghĩ người ta sẽ không có nói, nhưng mà đây mình thấy quanh cái viền nó hơi, mình cảm giác nó hơi hồng đây, mình cảm giác nó hơi hồng á mọi người, giống như hồng á, mình quay lên không biết mọi người có thấy rõ không. Rất là nhẹ thôi, mà thường thường là trên màn 4K là vậy, ví dụ như 5540, 5530
Thường thường người ta nghĩ là không sập rồi còn sạch sẽ vậy, nhưng mà mình thấy cái viền nó hồng, và cái dòng 4K là chuyên như vậy luôn đó. Mà mọi người ai mà có dòng 4K mọi người để ý thử ha, chứ không phải là mình nói không nhận mình. Thì bây giờ mình nói cái này là mình đại khái là viền nó có hơi hồng một tí nha mọi người. Thì trên cái dòng 4K mình thường nhập về là nó như vậy, giống như trong iMac cũng vậy á. iMac màn 5K, 4K thường thường nó cũng vậy. Màn 4K laptop thì mình nhập ít lắm mọi người, mình không có nhập được. Thường thường là ở bên Nhật về rất là ít luôn. Mọi khi là nó nằm ở trong 5540 này, 5530 Precision Dell, cũng dòng máy trạm này luôn, thì mình thấy viền nó cũng hay hồng như vậy. Nhưng mà bất kỳ video nào mình cũng đều nói rõ. Mình thấy nền khác thì không sao, mình thấy là cũng bình thường, nhưng mà nhìn kỹ, và ấy thôi. Chứ còn thực sự ra thì khi mà nhìn tới gần thì lại không có thấy, cho nên là nó có ám hơi hồng hồng, hơi hồng quanh viền. Và mình nghĩ cái chuyện này là cũng bình thường đối với màn hình thôi, không có vấn đề gì hết. Bảo hành cho mọi người 1 tháng để mọi người yên tâm, tại vì mình trên iMac là 100% là có 4K là nó hay bị viền hồng như vậy lắm. Và một số máy mà 4K về là nó cũng hay như vậy, cho nên mình nghĩ là cái đó bình thường thôi, không sập không đốm không gì là ok. Và mình báo giá mọi người là 10 triệu rưỡi, chỉ có 10 triệu rưỡi cho con này A27 ha. Máy kèm sạc zin, sạc của máy trạm thì rất là khỏe mọi người, rất là to và zin zin đúng như vậy. Ở bên trong thì cũng đẹp, ở bên ngoài thì cũng đẹp nữa. Rồi ai chốt thì inbox mình. Cảm ơn mọi người nhiều ha, cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình.